Gomu huyền thoại, một huyền thoại được tái sinh, triệu tập hải tặc mạnh mẽ nhất One Piece, nhập vai đấu tướng không chờ lượt, khám phá thế giới One Piece và nhận về phúc lợi hấp dẫn. Tải game ngay! Luffy, Zoden, Zoro, top 10 nhân vật mạnh nhất trong One Piece vào cuối truyện. Hello, chào mừng 500 anh em đã cùng quay trở lại với bằng tặc xăm soi. Top 10 nhân vật mạnh nhất ở thời đại cũ thì chắc có lẽ anh em cũng đã biết rồi. Ta có thể kể ra vài nhân vật như là Dâu Trắng, Roger, Rock đi xe buýt, xe ôm Grab, v.v. Họ thì có sức mạnh khủng khiếp và danh tiếng của họ thì vang danh khắp thế giới, ai ai cũng biết. Vậy top 10 nhân vật mạnh nhất One Piece nhưng mà ở phần kết của One Piece thì sao? Liệu đó sẽ là ai? Anh em có tò mò muốn biết không? Nếu có thì hãy cùng mình dự đoán xem top 10 nhân vật mạnh nhất trong One Piece vào cuối truyện sẽ là ai nhá. Lưu ý là không kể những nhân vật đã bắt Grab vé vũ nhá. Và đây là top 10 nhân vật mạnh nhất trong One Piece vào cuối truyện. Một, Monkey D. Luffy. Tất nhiên rồi, làm sao có thể thiếu nhân vật chính khỉ đi lù được chứ? Mà theo truyền thống anime thì phim thằng nào thằng ấy mạnh thì đương nhiên Luffy cũng không ngoại lệ. Hiện tại cu cậu mũ rơm đang là tứ hoàng hùng mạnh, một trong bốn vị vua của biển cả. Còn về sức mạnh đầu tiên là về Haki. Luffy có thể sử dụng Haki quan sát ở cấp độ cao và thấu thị tương lai, khiến cho cậu có khả năng né những viên đạn, thậm chí là chùy của tứ hoàng Kaido. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói là trừ khi gặp những kẻ đáng sợ khác thì khó có kẻ thù dưới cấp của cậu có thể đụng vào một sợi tóc của Luffy. Còn về Haki vũ trang, dù trước đó Haki vũ trang của Luffy không được đánh giá cao, nhưng mà cho tới khi được học tập với Hyokoro, Haki vũ trang của Luffy đã mạnh hơn bội phần, thậm chí đã có thể đả thương Kaido, thứ mà Luffy khó có thể làm được khi mà Haki vũ trang cấp độ thông thường. Haki vũ trang của Luffy ở thời điểm hiện tại thuộc hàng mạnh bậc nhất ở trong One Piece. Và loại Haki cuối cùng là Haki Báo Vương, loại Haki được cho là mạnh nhất trong 3 loại Haki. Trong quá khứ, cậu đã có thể dùng Haki Báo Vương của mình để hạ gục tới 50.000 tên người cá. Và cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù Luffy mới chỉ đưa nó lên cấp độ cao gần đây khi mà choảng nhau với người thầy bất đắc dĩ Kaido Bách Thú, nhưng mà chỉ qua vài lời nói của thầy Kaido, Luffy đã có thể sử dụng được Haki Báo Vương bọc vào đòn đánh. Với tốc độ phát triển sức mạnh khủng khiếp đó thì chẳng mấy chốc mà Haki Báo Vương của cậu ngang hàng với những Xanh và Jelly thôi. Và đặc biệt nhất chính là sức mạnh từ trái ác quỷ Hito Hito no Mi Model Nika. Mang sức mạnh của Joy Boy, sức mạnh đã giúp Luffy đánh bại tứ hoàng Kaido Bách Thú. Dù trước khi thức tỉnh trái ác quỷ này thì không được đánh giá cao, nhưng mà qua thời gian đã được tác giả bắp sức mạnh thì giờ đây, nói không ngoa thì trái ác quỷ của Luffy là một trong những trái ác quỷ mạnh nhất ở trong One Piece. Ở cả hiện tại và cả tương lai thì cũng như vậy nhá. Mạnh mẽ. Sức mạnh và vị thế tứ hoàng chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất vẫn là vì cậu chính là nhân vật chính của bộ truyện, vẫn là con cưng của Oda, kẻ duy nhất sở hữu Haki nhân vật chính ở trong One Piece. Và việc thăng tiến sức mạnh với tốc độ chóng mặt trở thành tứ hoàng khi chỉ mới 19 tuổi chắc chắn thì không phải tự nhiên mà Oda lại bắp quá lố nhá. Đó là vì sao? Vì cu cậu là nhân vật chính. Điều gì quan trọng thì nhắc lại nhiều lần nhá, và chắc chắn là trong tương lai, cụ thể vào cuối truyện, Monkey D. Luffy sẽ là người mạnh nhất. 2. Maxor D. Tit. Anh bạn có cơ bụng 6 múi dồn một và hàm răng tuyệt đẹp tuyệt trần, dâu đen thì không còn quá xa lạ với cái tên này rồi. Như anh em đã biết, hắn ta hiện đang là tứ hoàng và có sức mạnh của hai trái ác quỷ mạnh nhất One Piece. Một là trái Gudagura no Mi, hay còn gọi là trái chấn động mạnh nhất của hệ Paramecia. Hai là trái ác quỷ Yami Yami no Mi, trái bóng tối. Chúng ta hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu về sức mạnh trái ác quỷ của hắn, vì sức mạnh Haki của hắn thì không quá nổi trội so với trái ác quỷ. Đầu tiên là trái Gudagura no Mi. Trái ác quỷ này thì trước đây là của tứ hoàng dâu trắng. Sức mạnh và độ phá hoại của nó là ở top đầu truyện, khi được mệnh danh là mang sức mạnh có thể phá hủy cả thế giới, gây khiếp sợ cho bao người. Bằng chứng là sau khi mà cướp được trái ác quỷ này từ dâu trắng, tứ hoàng răng xuống thì ngay lập tức phá đảo thế giới ảo, tung hoành Marineford và gây không ít khó khăn cho cựu thủy sư đô đốc Sengoku. Còn về trái bóng tối, sức mạnh khắc chế mọi loại trái ác quỷ, có khả năng tạo ra hố đen hút tất cả sinh vật vào trong, chặn đứng các đòn tấn công của các trái ác quỷ khác, một sức mạnh cực kỳ bá đạo. Có giả thuyết đã cho rằng nhờ vào khả năng hấp thụ của trái bóng tối từ trái Yami nên nó cho phép chủ nhân ăn nhiều hơn một trái ác quỷ. Và khi mà kết hợp hai trái ác quỷ mạnh nhất này, dâu đen phải nói là cực kỳ mạnh khi mà sở hữu hai trái ác quỷ mạnh nhất.
chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn trên hành trình chinh phục kho báu One Piece của nhân vật chính của chúng ta. Cũng như Luffy, Dâu Đen nằm ở top 2 của danh sách này không chỉ vì sức mạnh khủng khiếp mà một phần là vì tham vọng làm bá chủ thế giới của hắn. Cùng với sự mưu mô, thích ăn hôi của hắn càng làm hắn thêm phần nguy hiểm. Và cùng với đó, nhiều khả năng Tít là phản diện chính được xây dựng sức mạnh đối lập với sức mạnh thần mặt trời của nhân vật chính Luffy Mụ Rơm. Họ thì rất có thể sẽ gặp nhau vào trận chiến cuối cùng. Vì thế nên sức mạnh của họ ở thời điểm hiện tại là kẻ tám lạng, người nửa cân thì mới có thể chiến đấu với nhau một cách công bằng được. Nên mình mạnh dạn đoán rằng sau Luffy, Dâu Đen sẽ là kẻ mạnh nhất ở trong One Piece vào cuối truyện. 3. Monkey D. Dragon là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới. Sở dĩ ông có biệt danh đấy là vì Dragon là thủ lĩnh quân cách mạng chống lại chính phủ thế giới. Mà đã là thủ lĩnh của một thế lực lớn và là cha của Luffy thì chắc chắn Dragon cực kỳ mạnh. Và có điều là hiện tại Dragon thì chưa có quá nhiều đất diễn nên ta chưa thể biết hết được sức mạnh thực sự của ông. Sức mạnh của Dragon hiện tại vẫn là một bí ẩn, nhưng mà đã có nhiều giả thuyết cho rằng Dragon đang sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Doan thần thoại dạng rồng phương Tây có khả năng điều khiển thời tiết. Giả thuyết này thì cũng khá thuyết phục với bằng chứng là mỗi lần xuất hiện thì Dragon luôn mang theo những cơn gió cực mạnh hoặc sấm sét. Ví dụ như ở Logtown, khi mà Luffy, con trai của Dragon đã bị Smoker tóm thì ông ấy đã xuất hiện. Sau đó thì bất ngờ có một cơn gió thổi bay Smoker và đã cứu được Luffy khỏi tình huống ngàn cân treo sợi bún. Mặc dù sức mạnh của ông già Luffy chưa được tiết lộ quá nhiều, nhưng mà với vị thế là thủ lĩnh quân cách mạng, luôn luôn đe dọa trực tiếp đến chính phủ thế giới. Mà để đối đầu với thế lực mạnh mẽ hàng đầu trong One Piece như vậy thì chắc chắn hỏa lực của quân cách mạng chí ít là nhỉnh hơn một tứ hoàng. Với vị thế và sức ảnh hưởng ấy chắc chắn là dần càng về cuối truyện, ông càng có thêm nhiều đất diễn, ta càng có thể biết thêm nhiều hơn về sức mạnh của ông và có thể Dragon sẽ là một trong những kẻ mạnh nhất vào cuối truyện với những lý do kể trên. 4. Xanh Tứ Hoàng Xuân Tóc Đỏ có thể nói hiện anh là người tàn tật mạnh nhất thế giới khi mà sức mạnh của Xanh đang thuộc hàng mạnh nhất One Piece khi anh đã thuần thục cả 3 loại Haki cấp cao. Nhưng đặc biệt nhất chính là Haki Báo Vương của Xanh cực kỳ bá đạo khi mà trong Movie Read ta có thể thấy Xanh đã dùng Haki Báo Vương để hạ gục một phó đô đốc và khiến cho hai vị đô đốc còn lại phải co chân bỏ chạy. Điều đó đã cho thấy sát khí từ Haki Báo Vương của Tóc Đỏ mạnh đến thế nào. Có thể nói Haki của Xanh Tóc Đỏ là mạnh nhất nếu như mà so sánh với các vị tứ hoàng còn lại, bởi vì anh tập trung chủ yếu vào Haki hơn là những tứ hoàng khác. Không chỉ dừng lại ở đó thì chắc chắn trong tương lai, Xanh sẽ có vai trò rất lớn trong mạch truyện chính khi mà Xanh có mối quan hệ mật thiết với nhân vật chính Luffy. Ngoài ra thì còn có một chi tiết ở chapter 1055, tứ hoàng Xanh thì đã nói rằng đã đến lúc đi tìm One Piece rồi. Điều đó thì có nghĩa Xanh thì cũng quan tâm đến kho báu One Piece. Có nhiều giả thuyết cho rằng Xanh chính là phản diện của One Piece vào hồi kết của truyện. Ngoài ra thì có một chi tiết ủng hộ cho giả thuyết đó là trong quá khứ, Xanh đã từng đến gặp Ngũ Lão Tinh để đàm đạo uống trà, trong khi bản thân là một hải tặc luôn bị truy nã gắt gao, điều mà khó có một hải tặc nào dám làm. Và nếu giả thuyết đó đúng thì rất có khả năng Xanh sẽ còn được tác giả bắp thêm sức mạnh hơn cả thời điểm hiện tại để có thể so kèo với nhân vật chính diện là Luffy. Qua những chi tiết đó thì rất có thể Xanh sẽ là một trong những người mạnh nhất ở trong One Piece khi mà dần về cuối truyện. 5. Akainu Tiếp theo chính là chó đỏ Akainu. Hiện tại Akainu đang nắm giữ vị trí thủy sư đô đốc hải quân. Là kẻ đứng đầu hải quân thì sức mạnh khủng bố của hắn ta là không phải bàn cãi. Khi mà Akainu đang sở hữu cú đấm mạnh nhất One Piece vượt qua cả Gap nhờ sức mạnh đến từ trái Magu Magu no Mi, khiến cho hắn trở thành người dung nham, sức mạnh thậm chí vượt qua cả lửa của A. Sức mạnh của chó đỏ thì đã được thể hiện rất nhiều khi mà hắn ta là người đã gây nhiều sát thương nhất cho dâu trắng. Sau đó thì lùa cả băng tàn dư của dâu trắng chạy tuột cả quần. Đó là lúc mà Akainu đang là đô đốc, còn bây giờ thì chắc chắn hắn thì đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà phải như thế thì mới xứng danh là thủy sư đô đốc chứ, đúng không nào? Sức mạnh hiện tại khủng khiếp là vậy, nhưng mà để nói lý do mà Akainu được xếp vào danh sách nhân vật mạnh nhất vào cuối truyện là vì vai trò của Akainu dần về cuối truyện sẽ dần lớn hơn khi mà hắn là kẻ đứng đầu phe phản diện ở trong One Piece. Nếu mà sức mạnh dậm chân tại chỗ thì rất khó cho Akainu khi mà đối đầu với nhân vật chính là những hải tặc mạnh mẽ khác. Vì thế, để giữ vị thế của hải quân, ít nhất là trước khi mà One Piece kết thúc, Akainu sẽ mạnh hơn nữa và hắn ta chắc chắn sẽ trở thành một trong những kẻ mạnh nhất ở One Piece.
Và thứ 6 là Lo. Lý do Lo được xếp vào bảng xếp hạng này là vì hiện tại anh hổ đang có sức mạnh thức tỉnh của trái OP Openomi. Sức mạnh hiện tại của anh có thể nói là 1-9-1-10 với Luffy hiện tại, khi mà anh đang được trao thưởng là 3 tỏi berry sau khi mà đánh bại Tứ Hoàng Big Mom. Sở hữu sức mạnh trái ác quỷ bá đạo sau khi mà thức tỉnh, Lo có khả năng đâm kiếm xuyên qua kẻ nào có lớp da cứng cáp nhất như lớp da của Big Mom. Ngoài khả năng đó, ta còn có thể kể thêm vài khả năng cực xịn sò khác của trái OP là dùng để chữa trị, dịch chuyển bản thân và đối thủ, sốc điện và đặc biệt nhất thì chắc chắn là chiêu Picture Willis, tuyệt chiêu mà anh Luật dùng để đả thương huyện lớn. Và nạn nhân tiếp theo ăn phải chiêu này thì không ai khác chính là Tứ Hoàng Dâu Đen ở trong những chapter mới nhất. Những chi tiết đó thì cho ta thấy sức mạnh của Lo hiện tại thì rất đáng gờm, không hề ngán bất cứ một Tứ Hoàng nào. Đó là sức mạnh ở thời điểm hiện tại. Còn ở trong tương lai, khi mà dần về cuối truyện, tại sao Lo có thể trở thành một trong những kẻ mạnh nhất? Bởi vì Lo thì đang còn rất nhiều tiềm năng để phát triển sức mạnh, và anh thì cũng là một trong những đối thủ của Luffy khi mà dần về cuối. Vì thế nên, sức mạnh của Lo thì không thể nào đứng yên tại chỗ, mà sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa ở trong tương lai, ít nhất là nếu không bị Dâu Đen đánh bại anh em nhé. 7. Kid. Phía dưới Lo thì không ai khác là Kid, một trong hai người đã hợp sức hạ bệ Tứ Hoàng Big Mom. Ở trong trận chiến mới đây tại Wano Quốc, Kid đã phô diễn sức mạnh khủng khiếp của mình sau khi mà thức tỉnh. Kid thì đã sử dụng sức mạnh của mình để hạ gục Big Mom sau khi mà Big Mom bị Lo đả thương nội tạng. Mặc dù lượng sát thương anh gây ra thì không bằng khi mà so sánh với Lo, nhưng mà anh cũng đã có công rất lớn trong công cuộc hạ bệ mẹ thiên hạ. Bên cạnh trái ác quỷ khá mạnh, anh bạn tóc đỏ này thì cũng có thêm một điểm cộng lớn nữa, đó là sở hữu Haki Báo Vương, loại Haki đáng sợ nhất ở trong One Piece. Mặc dù hiện tại Haki Báo Vương của Kid thì không có nhiều điểm nổi trội, nhưng với vị thế là kẻ cùng mục tiêu với Luffy thì chắc chắn Haki Báo Vương của Kid sẽ được tận dụng triệt để hơn nữa. Và trong tương lai chắc chắn Kid sẽ còn phát triển sức mạnh trái ác quỷ và Haki Báo Vương thêm nhiều nữa để có thể cạnh tranh với Luffy bên cạnh Law. Vì những lý do đó nên ta có thể kỳ vọng Kid sẽ là một trong những nhân vật mạnh nhất ở trong One Piece khi mà chuyện dần đi vào hồi kết. 8. Zoro. Không cần nói quá nhiều về sức mạnh hiện tại của Zoro khi mà có thể nói anh là MVP trong Arc Wano. Khi mà sau khi sở hữu sức mạnh của thanh Diêm Vương Enma, Zoro đã tặng cho Tứ Hoàng Kaido một vết sẹo và sau đó đánh bại kinh hỏa hoạn. Haki vũ trang của Zoro thì đang rất bá đạo thì mới có thể xăm mình cho Kaido. Và bên cạnh đó thì tác giả đã có một pha bắp cực mạnh cho Zoro, đó là Haki Báo Vương. Thậm chí trong lần đầu tiên sử dụng, Zoro đã bọc được nó vào thanh kiếm một cách vô thức để chém cho Kaido. Về sức mạnh của Zoro hiện tại đã rất mạnh nhưng mà vẫn khó có thể so sánh với Mihawk. Nhưng lý do để Zoro được xếp trên sư phụ của mình đó chính là Zoro mới là con cưng chứ không phải là Mihawk. Và thêm một điều hiển nhiên nữa đó chính là Zoro sẽ đánh bại Mihawk ở trong tương lai để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Và bên cạnh đó nhờ vào hào quang nhân vật chính Luffy nên Zoro sẽ được bắp sức mạnh nhiều hơn nữa ở trong tương lai để xứng đáng là cánh tay phải của vua hải tặc tương lai Luffy. 9. Sabo. Mình đã rất đắn đo khi mà cho Sabo, anh trai của Luffy vào danh sách này, khi mà hiện tại sức mạnh của Sabo thì không có quá nhiều nổi trội và cũng không phải nhân vật con cưng được bắp mạnh như Zoro. Hiện tại Sabo đang sở hữu sức mạnh của trái Meramera no Mi cũng khá mạnh nhưng được đánh giá là yếu hơn trái ác quỷ của Akainu. Có một điều đã khiến Sabo lọt vào danh sách này chính là vì anh là tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng, một lực lượng trực tiếp chống lại chính phủ thế giới được dẫn dắt bởi Dragon. Mà như anh em đã biết thì quân cách mạng có vai trò rất lớn, nhất là dần về cuối truyện, khi mà họ có thể sẽ cùng với hải tặc, có thể sẽ là Luffy, lật đổ chính phủ thế giới, những kẻ độc ác với cái mác công lý. Và cùng với đó, Sabo thì cũng chính là anh trai của nhân vật chính Luffy, vì thế anh chắc chắn sẽ được hưởng hào quang của nhân vật chính, được bắp sức mạnh và cùng với Luffy và thủ lĩnh quân cách mạng Dragon dựng lại trật tự của thế giới khi mà One Piece dần đi vào hồi kết. Và đó thì chắc chắn là điều mà anh em chúng ta muốn thấy, đúng không nào? 10. Mihawk. Về sức mạnh hiện tại của Mihawk thì không cần phải nói quá nhiều khi anh đang là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, sở hữu một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm, Haki vũ trang bá đạo. Là sư phụ của Zoro, sức mạnh của Mihawk có thể nói là sánh ngang với một tứ hoàng ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như tứ hoàng xanh tóc đỏ đã từng đọ kiếm với Mihawk nhiều lần trong quá khứ nhưng mà vẫn bất phân thắng bại. Còn lý do sư phụ của Zoro lại xếp hạng ở hàng cuối vì hiện tại sức mạnh của Mihawk vẫn đang rất mạnh
mạnh hơn Zoro khá nhiều. Nhưng mà để nói về sức mạnh khi mà dần về cuối truyện thì chắc chắn Mihawk sẽ thua Zoro. Nhưng mà Mihawk thì vẫn còn nằm trong top mạnh nhất, là vì sau khi mà Zoro tập luyện qua các trận chiến lớn và được tăng sức mạnh đủ nhiều, thì khi đó kèo đấu của Mihawk đối với Zoro mặc dù thì vẫn rất khó nhai, nhưng mà với Haki con cưng, chắc chắn anh đầu tảo sẽ giành chiến thắng, đánh bại Mihawk rồi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Và sau đó thì xin thưa với quý vị và 500 anh em, Mihawk vẫn sẽ là kiếm sĩ mạnh thứ hai thế giới sau Zoro. Mihawk sẽ vẫn là một tay kiếm hàng đầu vào lúc đó. Đó thì sẽ là điều hợp lý nếu Mihawk sẽ là một trong đại diện top 10 nhân vật mạnh nhất khi mà những tập phim cuối cùng được tạo ra. Và đó thì cũng chính là top 10 nhân vật mạnh nhất ở trong One Piece vào cuối truyện. Anh em thấy thế nào? Còn thiếu ai không? Nếu có thì còn chần chờ gì nữa mà không để lại comment nêu ý kiến của anh em ngay bên phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì như thường lệ, quay trở lại với góc comment thôi nào, let's go. Và đầu tiên là bạn Lợi Hồng: Dragon có bao giờ về thăm ông nội Luffy không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, vì một bên là hải quân, một bên là quân cách mạng. Dragon mà về thăm thì Gáp lại sẽ tặng ông thêm một vài cú đấm yêu thương thôi. Và tiếp theo là bạn Ngô An: mong anh cho em lên TV. Ok, bạn đã được lên TV rồi nhá, xin chúc mừng Ngô An. Và comment cuối cùng của ngày hôm nay đó là của bạn Nam Đức: chú cho cháu lên TV đi, cháu sẽ gọi cả lò nhà cháu vào subscribe cho. Ok luôn bạn ơi, bạn được lên TV rồi nha. Nhớ giữ đúng lời hứa, gọi cả nhà vào subscribe cho Samsung nha. Cảm ơn bạn và gia đình bạn rất nhiều. Và đó thì cũng là comment cuối cùng, khép lại góc comment của ngày hôm nay. Một lần nữa, chúc anh em một ngày tốt lành, gặp nhiều niềm vui nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.